đời thằng này không làm được cái chó gì nên hồn cả. Cho nên ngay cái việc yêu đương trai gái cũng phải có người sắp đặt đấy hả? Cô coi thằng này là cái loại gì hả? Anh ơi, không phải lỗi của Luyến đâu ạ. Không phải việc của mày. Biến. Anh say quá rồi, đi về nghỉ đi. Thằng này không say. Tôi không muốn đôi co với người say đâu. Đã thế, ông nói cho mà biết nhá. Liễu, thằng này không thích con nào cả, chỉ thích Luyến Lượn thôi. Cho nên đừng có tìm cách mà gán ghép thằng này vớ vẩn nhá. Hả? Đừng có làm nhảm nữa. Bỏ ra. Bỏ tay ra làm nhảm. Không đấy. Không đấy. Không đấy. Liễu, bỏ ra đi. Không nhảm. Anh. Nào. Bỏ ra. Anh. Đi về đi. Đời này thằng này chỉ cho phép Luyến Lượn tát vào mặt thôi nhá. Nốt lần này thôi đấy. Cảm ơn nhá. Mò về rồi đấy à? Quý vị một mối à? Nơi nào chịu rời ra? Đàn ông thằng nào như thằng nào, ôi gậy để tung hoành khắp nơi. Giờ hết đường lươn khươn nha. Này, liên quan gì đến mày hả? Không sao. Không sao? Muốn khịa không? Liên quan thế nào? Hả? Đúng chưa? Đúng chưa? Vâng. Trời ơi, bỏ cái kiểu lơn tơn đi nha. Bình Bình hả? Bình à? Luyến à? Luyến, mày nghe tao gọi không? Không. Có nhìn thấy ai không? Không. Chồng sướng nhỉ, vui thế nhở? Sao chào bùi đêm hôm qua thất tình vật vã khóc lóc đập đầu vào tường. Đấy là hôm qua. Giờ ngoác cái mồm đi. Tao chỉ buồn lúc đấy thôi. Hôm nay hết rồi. Lúc cần nhờ thì Luyến này giúp tao. Giờ xong xuôi thì chả được tiếng cảm ơn. Ờ thì cảm ơn. Ai? Cái gì? Sao? Ai? Chàng của mày chứ ai. Làm sao? Tưởng tình tang xong thì hoan hỉ thế nào chứ. Sao mặt vẫn ham nguyên cảnh thế? Hết nước chấm. Người ta lịch lãm, yêu thương, nhẹ nhàng, chiều chuộng tao như thế mà mày bảo là hãm. Biết thế chả tội gì tao phải giữ mười mấy năm trời. Tao bảo nhé, mày một vừa hai phải thôi. Làm sao? Mày đừng có mà cố quá. Lão quá cố ở đấy. Không có cái mà dùng đâu em ạ. Tao để bơ bẩn phá. Nè, cảm ơn mày nhá. Cũng may là nhờ có mày với cả lão Lưu, thế nên là cuộc đời tao bây giờ bước sang trang mới rồi. Sao lại... Sao lại... Lý? Sao lại cảm ơn ông Lưu là nào? Ừ. Thế không phải mày với ông Lưu? Ui giời ơi, Lưu á, tao cho vào kho lưu trữ rồi. Bây giờ Lưu phải đi bên Luyến. Còn tao, tao bây giờ chỉ có thích là điền vào chỗ trống thôi. Ê.